Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bạn đồng tham. Hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2024, Sư phụ chào chúng ta sáng có một đề hào. tài ngày hôm qua, Chính đó thêm là chư bài sĩ cho thêm thứ tờ nhắc cái thí mô khoái niên ân sư 54 ngày Duyên Trạch. tỷ 24 năm tờ chi niên dự. Thì cái hoài niệm không phải là chỉ một ngày một lần, mà chúng Khoái ta niên cũng bù có thể sư sẽ chỉ sư ý sư còn tăng tri ân và thêm báo ơn cũng trong ở từng sư ngày, yêu tức là chúng ta chư ân bao ân như chú mỹ ý sứ khờ tôi cái hồi chân quê điểm như quý trọng tam bảo, quý trọng cái chánh pháp, sám bảo biết chân ơn chánh quê pháp, nó cơ biết chân phả ơn tam bảo, biết ơn tổ, biết ơn Phật, biết ơn tổ, cảm biết ơn ơn những người phụ chủ sư san đã từng giúp cư ích, sứ giúp cho so mình yêu tờ băng sư của bông mình trồng, giúp cho mình tưới tẩm, tới diễn và mạng giúp cho tờ mình nuôi lớn được cái chánh nhân chẳng tam dạng giải, là nó có bó rồi tờ chương nhiên và đến đơm hoa kết quả, tao khai và hoa chế của tao chư sinh mới là tờ giải bó thoát, rồi mới là na chư quả sư sạch chế thua của mình ngã chấp, sơ tỷ tờ làm phô chủ tiêu cho chính mình,无名聚集chủ cho cho sinh lờ tử. chủ cho Thì liều như lờ cái bài sân thơ sự mình mà nói đó, để cho thì sư đó dùng là hình cái tô mình sư lại thí chư ái na giả tức là sư nếu truy mà ta nói về tờ tâm thức bao sanh ân tử, niệm trong tâm thức sanh tử chân thật dù thông chia sinh sự chân sự thì tờ xin mình sẽ đánh đổi hết tất cả, na hòa mẫn chư sư tức là bảy chân chê thật niệm tâm thức tô sanh tử chân thật ấy, thông chia thì dù sư chúng ta hoan thành lại tâm tờ có thể sự niệm thông chia phước, sinh sự tờ na chiu chư lãn tờ hơi chân củng thật tâm cu nỉ niệm tờ tâm thức chư sanh xin tử thì cũng đã nói dám đánh đổi chúng nó nên cơ là thông thê không sinh sự có tờ xin một hơi tức bu hơi chai là thông phủ là bu hơi không chai có một thả cái gì chu chai là yếu sở sợ chiếu yếu sở tờ có yếu tức là sở mình không pha tức tờ là đã đến sinh tử của mình cũng không có màng, chết cũng có sợ Vì sinh lên tử chi là không chỉ màng, tờ chết sinh sự thì không có tô gì bu quản có phải chờ sợ bu nữa, pha lỡ na hay yếu sở mô tại khờ vì tất pha tờ cả nơ những cái ngã chấp sửa đắc ý chê đều sở là dụng sự của tờ sinh ngộ tử, chữ mà nó ngộ pha kim bao ngộ mà có chiếu tờ chay thức tỉnh, mùng chung tức là tờ sinh mùng chung chay là thức tỉnh ra có kim nì bao, chế tại vì xình có là kim bao ràng ràng buộc kim bao, sở tức là dụng tại vậy tờ chay nó cơ mùng chung tờ sở thì mơ đó mới sư có chính cái tô chuẩn bù tương phô nhân, tiêu ví là dụ cái phương tiện Phật tổ luôn giải thích Phú tờ treo mình hồi chủ sư tờ ý lưu thức tỉnh, mình sáng chỉ là cái trợ chế duyên sứ của ở ai chế nhưng mà chứng minh cái để quan chư trọng sư sâu là chế sư y chủng mình chu yến chứng băng minh chu cái nỉ đạo hỏi đức của sang mình, yo tự chê mình cho nó cái số chữ lại khan yê đã có nha cái niềm lại tin sang thức xin chư sanh chỉ tử tờ xin chân xin chân thiết, quý tao thông nhưng mà xê sinh lại sự chính mình chính chứ không tờ phải tu cho ai quý tao chư mà chỉ làm tờ quý gì chư chỉ cho tờ người ta lại họ siêu sinh ở bù sư có quý thể là tự mẫu đáp mẫu cho rồi mình được cái lòng từ bi của phú giải ngài, bố cờ băng bảo chu là nì phú vô tờ lượng sứ bê sinh mà ẩn ý quảng nghĩa giải tà thoát ú bên về giải trừ thích nứng chỉ sư là chế cái này, sứ chỉ là chứng trình minh bày tỏ có rõ chờ con đường mà trừ mình đi đến chính chủ giải kể thoát nghĩ giải khan thoát, tao nã theo lưu sư chế thoát và muốn tao giải thoát giác ngộ chúng ta phải tự đi, yêu không thể chân đi chân theo người khác tờ được cả, lý do chư chỉ chủ người sang mình nó chung có chế quanh thoát tao phiền não đầy dẫy những cái chông gai suy nghi hoặc lãn khổ đau, đó na là thiếu lưu do hình mình tố tạo tờ cho mình khuôn nạn chuốc lấy. Thì có chờ xô trên nó cái sân sự lưu chúng sang ta cũng hình nói tố tờ trên hình tố tờ thông cụ tánh của chúng sanh bản nào tôi sư tức chư là chỉ cái chuyển chào lại tờ chư tính chỉ độ chỗ tờ khổ khó dạy khó sửa, sự phù sơ chung cái sân tâm của chúng sanh cái vô minh á hình rất là nạn dày, nó treo cứ hồi yên quỷ trắng trắng bị chi phối, tô bị lôi huy kéo, bê chư huy chai nó cơ ủ mình bị che chắn bê bởi la tạo cái mây mù của ngã chấp của vô minh, nhưng bê mà không sổ nhận huy ra được chính mình. vô chữ tờ ủ mình cai chu Nói là vừa đi được một chút đỉnh ấy, thì lại thôi lui, tăng thôi chỉ lui bu chầu là khi chỉ không thực bu yêu hành sư yêu thuê quỷ là chánh tối sảo bu chứ pháp nữa, y tề nhờ chứng bố minh sáng được sinh tự chân tâm của phả mình bố sáng và sinh chánh chư pháp của sinh mình là trong tâm. Nên không tin là đi tin cái
cái tâm của vọng tưởng, cái tâm của điên đảo, vô minh, chưa tin trên đó rồi phải khổ đau,是跟着相信那tạo个biết妄tội想，là tội đó, mình cũng không hay执biết着的心，là tội mà造đi了很多的业罪đây,而đó là不知道。cái trăn trở của mình, mà cái phương tiện của Phật cũng đã tận sức所以tận现在福cũng的là方để mà便已chấp经thì có尽tiền了所mua有để的方bán,便法来nếu mà chúng sanh chấp给你个có有tất个机rồi会thì Đức Phật nói không,来改không变，所không以phá福cõi nhất就đạt知đến道vũ你执trụ着一bất有，diệt就用那个空来破，phá或者反过ý来一nghĩa là样。khổ, đừng có chấp vào có,所以chứ không phải福就đi是chấp把lấy那Phật,个không心phải chấp中有一lấy种Phật,执着的chứ意không把phải它đi打chấp lấy破，Phật. Nên khi mà也不是说你一定đem要được执vọng着tưởng在chấp lấy空，因Phật为đó,执着thì在Đức Phật空nói已经是có.反了Nhưng祖Đức Phật nói师，那có反chứ了không phải福Đức的Phật教诲。mà muốn phá cái chấp công cho chúng ta, cho chúng sinh.而不是浮讲空，也Mà就chưa是phá要không phải破chỉ là掉công phu你không执nhận của着Phật đó,已mà有là cái的。ý của Phật không nhận, đó cái bản现tâm của Phật không在nhận, cái你不努tất力cả đều的là修vô phân行biệt trí,来là认Phật nói知ý那phân个biệt trên lời nói, trên văn tự,般若trên智，cảnh而只định是duyên,跟着còn文字không上、phải跟chỉ着cái外ý.缘而Nếu跑，mà người那ta违có trí反了tuệ福ngay的đó意。quay về tự tánh,有không智phải là慧chỉ的cái人，phân biệt当phân然biệt当下就会đó,回到vô minh自己的来tức修là行，而不như会Phật再nói là向cái quả聚集、向đó,无thì明cái đó là chúng ta行持上hiện来tại chúng ta走bây的。giờ do vẫn còn đang tập sự tu tập现chánh在tâm我们tinh tự tâm禅định của修mình,修行，mình nói在những gì学thực习chất của中，thực sự ra相信đang的chấp,那个cái心đó mình还không没有khổ,坚固，mình所chỉ以你thực还sự不tự是真do正trong的một悟chánh,道。nhưng mà qua cái khác mình lại không hội được,只有qua在vấn一đề个khác,字qua或hoàn者cảnh是thế一giới些khác,语言上的mình文字上而cũng悟道，但是只tất是一cả点点，然后你还không是继có续的một hội, tất向cả外đều跑，một ngộ, tất执cả着đều于một我，một thông, tất cả đều thông. Cho nên mình á chỉ ở而trong不cái能达到phân biệt所谓的一通一tất切cả chấp通，trong一vô minh,物一切物。而现nó在là我biết们một还không继phân续biệt,的执着于那个。biết một一không直phân biệt找thì一那chẳng个qua无chúng ta名đã的chẳng biết走，gì cả, tại vẫn nằm trong tương đối, vẫn也trong就vô是minh,说，因为nằm你还trong cái是sở在那相对的chạy能trong vô所，minh, thì tất cả là nhân duyên,一tất切都cả đều是là因缘do的，chính mình tạo一cái切cơ都hội是自己造出来tạo,的，tạo ra hoàn我们cảnh,众tạo ra生都自cảnh己造giới,出的环tạo ra境境界。tạo ra nhân, tạo ra quả, thì mình tạo gì mình制thích造thôi,因来接mình受thấy thôi,果的，mình thích vô minh所mình thấy cái以vô minh nó quấn quýt,现còn mình在你á比较chưa喜欢chừng无đó名，là无名sai就lầm,把你thì đó圈là cái住gì mà了。khổ đau, nó đã dẫn mình trôi lăn từ vô lượng kiếp á, thì phải mau mau虽然lại他是quy把trong你tam还bảo, phải mau mau浮phát沉tâm在định那个六trí,道轮回chứng之nhận cho中，tất所以cả要赶快的tam心bảo định情trí,看到。nếu không khéo á也thì好mình sẽ像bị智者一nhân样，sinh tử kéo要dài看đến到kiếp那个dài生vô minh死苦，不要再被他拉长đó,延续的。nhưng cũng không khác gì nữa, giống như hồi trước, trước như thế nào thì bây giờ như thế đấy, và sau này như vậy cũng là也就khổ是đau,说，不要现在是以前phải这luân样，现hồi在这样，将thêm来还是在生死。轮回中一nữa,样，là一những世一cái世的继续。nhắc nhở thêm cho tất cả chúng ta, chúng ta giống như chư tổ cũng biết ấy, cái tâm của chúng sanh là nó cứ thay祖đổi师也知道众生的liên心tục常đấy,改变，cho nên cứ nhắc nhở thường xuyên, và chư所tổ以khuyên常là常phải继sống续đời的nhắc提nhở醒。đệ tử, sống đời để mà nhắc tất而cả祖là师只nhân,是đưa ra帮những生来cái提醒你，quy củ, đưa ra những cái thời制khóa造出一些để规nhắc矩、一nhắc些nhở chúng ta功课来hành让theo你cái来ý学习của运chư用。tổ, nếu như con mà hiểu ý cha mẹ, luôn luôn làm cho cha mẹ được vui lòng, được hài lòng,比thì如là孩con子hiếu,听话的、người có trí,孝quy顺thừa,的，mà nó就còn会roi của依chủ,照父母không的đợi教nó còn养。phải nhọc tâm nhọc sức,也nó còn是，phải比nhớ喻lại说，con像cái,好马的，他一看到藤nó边còn就已经phải开lớn始mạnh,
跑了不用要打，或者是要用力的打他。我们好像那只烈马一样，要等到很辛苦、很痛苦，喊天呼地的才找一个办法来修，来求解脱。比如说好像在地狱中了才很惊慌的，那福寿已经是太慢了，迟了。你在地狱，你的知见，你是没有那个福的解脱 的那个智慧的知见了。所以你要意识到那个生死苦，而要继续的把你的心开放出来，来发展那个智慧。也就是说，你还是回到功夫，提话头，起疑情，把所有的障碍，所有不能解决的，要把它打通。把它解开，除去了所有的障碍，不能让它深入的就变成了一种毒一样。比伏比喻说，像你被一个毒箭伤到了，你要即刻把那个毒箭拔出来。一念贪嗔痴所有所求有所得的，你要即刻要把它除掉，不然那个毒。贪嗔痴的身，那个入的到了心里面身体，那你就只有伤害了自己的生命。也就是修一样，现在它会伤到你的法身那个般若。所以现在是问答的时间。南无本师释迦牟尼佛。越南的经验有问。南无本师释迦牟尼佛。南无。实在说，当我听你开示的，用真实来教导我们，在功夫上，我们常常被无明我执掺杂在每一个意念、一个思想中，把自己的功夫信心很难的越过，那也是每一个人心中紧张的。你所开示的，我们也是明白说，那是一位老师弘法指点我们，也知道你很辛苦，很照顾我们。那九个字无所求无所得无所怕的，也是一个宗旨，也是一个骨干，在那个参禅主持禅的道路。我知道这个九个字支配了我们很多，在日常生活中我们都还不能够有一个很猛烈的心，要越过那个障碍，所以希望你还在开示来指点我们。有一个更加猛烈的信心，更加的努力学习。
无实在是大慈悲，讲了四十九年的，摆出了很多方便法。祖师也是都想办法破了你的无明，彻底的破掉它。那祖师看到众生这样，那善知识也是流眼泪，很可怜那个众生，很可怜人都没有得到正法，而不是说你有什么损失，而只是可怜众生还在沉沦之中，没有一个法可以来自救。因为假如法没有人传就不会存在，那是自然的。当佛看到众生很难的教诲，就是有所求有所得太过猛烈，那个我执太强大，一切都是为了我，我所而满足他，而还不知道，不相信自己的自信，不知道觉性，自信就是清洁的、有觉悟性的，还继续在轮流生死中。不是觉者又直接的告诉你，但是因为你不相信，所以来果神知错。打气就是龙天三世诸佛都在很忙力的来维持那个正法，那个命脉，佛的命脉，在打气之中流传在世间，所以希望可以影响到众生，可以修行，可以解脱。但那不是简单，很关心，很忧虑，不是说一个人，而是很多都想保护那个正法，龙天护法，天龙。很辛苦的在努力的，但是我们看不到，祖师看到，佛祖看到，所有的善知识有智慧，大的智慧也看得到。我们呢还在那九个字，有所求有所得有所怕，也是从中回时，也是希望抱住，被他支配了。祖师才说认贼为子，不明白钻石的珍贵啊，抓住了那个石头，或者是像鹅王那个喝水和奶扣在一起的，但是他消化了那个奶，是把水吐出来。现在我们反过来，就是吞了贪嗔痴的，把那个正法吐出来。还是说那句我执的无明，千百遍的把我们，就是你可以避掉躲避某一个地方啊，其他地方也是很猛烈的来征战你。所以佛说在战场上战胜千百军，不等不如自己战胜自己的我执。那也是佛祖师很关怀的，
ăn dùng để no được đây. Hẳn sàng ban chú ní, can sư phan ý tinh tạo chơi bên ý tô hải bố sẵn chư, nà chẳng mô ban. So y chú sư mẫn chứ yếu suy yên tờ. Ở chơi yếu sư hô hải sư sưng là chư chỉ lại cho ý tô mô phan, lại chế xỉn nà gà sế sưng tờ. Nà gà quảng đa tờ sư bê xin, ờ mẫn tô cảm chế bù tạo. Thì giống như là Đức Phật cũng đã cạn lời, chư tổ cũng đã là hết cách. Phụ Huệ Kinh sở chinh lờ hoa, chủ sư và sẵn chinh bàn phá. Nói ra máu, nói cho chư sư. Chinh lý tờ, giảng chinh sủ rằng mà mình tự tạo. Thì mỗi chúng ta phải tự. 所以我们每一个人要自己意识到 mình mà quý Tam Bảo, quý Phật. 我们珍贵那个三宝, 那个祖师的话, 你会 mạnh mẽ, 很用心地维持那个正法, 保住那个因果的般若的因, 那福德教诲祖师的语录, 所有的技巧的方法, 也是要让你看到清楚的, 那我们呢, Vũ hình chứ bây là sân chú là sổ, ta sư nì dùng mì yu xiang cho ta lại chó chú nà chứ sổ, hãy sư yêu phản qua lại ở xiang phản phang xiang tờ chỗ chú, hãy chạy mì u cho nó yếu sổ chú, yếu sổ tờ chứ chung. Mấy cái đó giống như bây giờ đã hết cách rồi, tổ giống như bị đắp. Chờ ý chê chứ sư mấy bàn phá là kêu hảo xiang nà vui chẳng sư yang 把那个路来补平衡这样，而越讲的就越会害了多人，所以那位禅师就只有补路来结缘。那百千年后也是顺那个因缘，而会帮助那个众生给入了般若智，而得到了解脱道。 Để mà ý thức làm ăn tự nuôi mình á không được thì thôi, chỉ có chia sẻ bố thí thôi. Để cho họ. 也就是自己不能知道自己怎么生活, 那只有给一点的那个补助来延续你的生命, 还希望从而你可以学习得更好，知道怎么来生存一样。 用自己的双脚来自己起步, 而不会再跟着那个我执的, 也就是说正法是要自力的修行, 他力只是帮助而不能帮你解脱, 所以要解脱就要自力的用功修行，而不能完全的靠着他力。但是也是说自力力他力也是互相来辅助来发展自己的自力，也是依靠他力，那才是知道怎么用功，怎么用药来医治自己的。 也是依照那个指点的方法的用药，才可以治药，就是那种就好像自力一样才可以治你自己的病。那只有自己自知自重，依重靠重来才可以得到
借那个世间的三宝，常住三宝，会得到了那个自信的三宝一样。Dạ, con xin cảm ơn những lời khai thị của thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy. Mời Nga, Jenny. Dù ý câu vương. Dạ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và thiền đường thầy Dũng. Dạ, thưa thầy, trong cái quá trình công phu thì không ít nhiều chúng tôi lộ ra là nà cái ngũ ấn mô ở ảnh hưởng đến công phu. À, hy vọng thì có thể tái trùng thí khai sư. Nếu mà mình ý thức được cái vô minh, chúng ta ý thức được nà cái ngũ minh của chữ đều sẽ thường thường chịu phê nị là lĩnh chớ nị, nghĩa là sao, như bạn tự biết mình bị bệnh, làm sai sự người biết mình sai rồi, có bệnh mới là cần phải biết sai rồi mới có thể cải thiện. Nhưng mà bây giờ ngược lại, bạn không thừa nhận mình sai rồi, bạn có bệnh rồi, thì rất khó để cải thiện tốt được. Thấy đó, nghĩa chữ vô minh là không có sáng. À, chúng sinh không biết đạo vô minh, tức là không quang liang, không thấy được, nên đạo chủ đã chạm vào đầu, cũng là vô minh, mà không có hẳn, không có trí huệ, cũng biết đạo tự kỷ, quả hay chúng sinh như vậy, đều có bệnh, phải đi khám bác sĩ, yêu cầu để chữa bệnh. 自己知道自己的无名我执, 要依靠佛祖, 三宝, 佛法身, 来皈依, 就是依靠, 回头, 也就是回头皈依, 三宝, 那也就是说 你不再依着那个我执, 那个无名的, 也是从那个三宝的护持, 保佑你, 基本的守住那个五戒, 就不会再落入三途二道, 所以功德皈依tu tập đó, nà cái chân sự tờ quy y chiếu phá chạy thứ ngã chấp và vô minh thì tức là không có quy y, gọi là cái nguyện giả, cái hành giả, cái quy y giả. Không phải trải nghiệm tờ giả quy y tờ, giả lúc là chân sự tờ có xin quy y tờ. Biết mình bệnh. 也就是说，自己知道病了就要看医生吃药。 那皈依三宝也是想办法离开那个我执，依着三宝，可以修行学习，也是回头来依靠学习佛的教诲。那父母生我这一个生，法身慧命是那个佛法来帮助我们。所以你真正的皈依三宝，就常得到清净，真正的解脱。那一份的努力，就得到一份的成就。比如说在人城就是守五戒，而不会落入三恶道，就很安稳的不再落入那个不好的邪道，那在身上一小层的声闻就可以了了生死，这个生的
身体的生死，破了生死，再上上到大乘无上乘浮乘，就可以了了那个心中的生死，是会回到那个本心不生不灭的。所以知道自己病了，就要依靠三宝来，就是我们有一个那个火把，可以在黑暗之中路上可以去急的借那个智慧的火把来向前走。比如说你要向那个多宝塔那里向前去的，就要有一个智慧的火把修行而可以得到的。那就是你起步开始知道自己病而去治疗了。所以要相信三宝，才可以依靠回归。相信三宝也是相信自心的。世间的常住三宝可以帮助我们会回到那个自信三宝，很多的语句都是帮助我们回到相信自心。而现在你已经误解了三宝的真正意义，错解了那个正法，还是继续在有所求有所得上，被无明支配了。要依靠三宝才可以。现在你不依着三宝，是每一分每一秒你放过那无常，就即刻会撞进来，把你的带去了很远很远的错路了。所以智者真正修行的，他不会出吐，不会懈怠的，很努力的每一分钟。所以常行要精进，要破那个悟道，解悟那个悟恶劣的那个道，精进就破那个烦恼的恶劣。那精进就好像一个光亮的火把，那道所到的地方，那黑暗就没有了。所以你要保住那个智慧的火把，才可以向走那个好的光明的路去。那你现在要常常的修行，向着正法的稳定的脚步向前走。比如说就是毒箭射到，即刻要拔掉医治，而不要让那个毒染到了内部的身体，就影响，就可能会毒死你这样。所以要像法身慧命的继续的向正法来学习。所有一切都是起步从功夫，没有功夫就不知道要分享什么
不知道要问什么，而会感到开始厌倦，只是口头上的游戏人间一样的，那就太可惜了。Dạ, con hiểu thầy, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Vậy bây giờ hết giờ. Sư chuyên tạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.